Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được thấy Nhã Phương diện áo tắm sau thời gian kết hôn và sinh con. Từ khi về chung nhà với Trường Giang và sinh con đầu lòng đến nay, Nhã Phương vẫn luôn lọt vào tầm chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện. Ngoài nhan sắc ngày càng thăng hạng, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng được đánh giá cao bởi phong cách chuyển hướng gợi cảm hơn hẳn. Mới đây nhất, Nhã Phương còn làm khán giả thích thú hơn khi diện áo tắm trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè thân thiết. Đáng nói, thay vì thoải mái thả dáng trong trang phục áo tắm như nhiều mỹ nhân khác, Nhã Phương lại khá e dè. Ngoài bức ảnh duy nhất chụp cùng bạn thân, cô hoàn toàn không ghi lại thêm khoảnh khắc riêng nào. Thậm chí bức ảnh hiếm hoi này cũng được nữ diễn viên khéo léo che chắn một phần body. Điều này đã làm người hâm mộ liên tục nhắn nhủ Nhã Phương nên thoải mái hơn trong chuyện khoe body gợi cảm trước ống kính để có thể sớm gia nhập đường đua mỹ nhân nóng bỏng của Miss trong thời gian không xa. Nhã Phương hiếm hoi diện áo tắm gợi cảm nhưng lại khéo léo che đi một phần body thay vì thoải mái phô diễn như các mỹ nhân khác. Trong quá khứ, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng từng diện bikini khoe body gợi cảm như thế này. Tuy nhiên đây chỉ là lần duy nhất Nhã Phương phá lệ khoe thân hình vòng nào ra vòng đấy. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.